Tôi đéo hiểu cái ngư lôi của cái này có cái tác dụng gì. Surprise motherfucker. Ui! Mẹ mày! Đáng đọc donate nữa, cảm ơn mình nhá. Ui! Mẹ mày! Hôm qua là tôi làm được để tôi xem là hôm qua tôi làm được cái máy cắt. Đây rồi. Đây, máy cắt laser. Và theo như các bạn bảo với tôi ấy, là cái máy cắt laser này, bây giờ tôi sẽ đi ra cái tàu lớn của tôi ngày xưa bị tai nạn. Và tôi sẽ đến cái tàu to và tôi sẽ cắt cái cửa ở đấy, xong tôi chui vào bên trong xem nó có những cái gì. Địt mẹ sao có nhện đây. À, đây à. Ui, lắm nhện thế. Đúng mẹ. Mà tôi giết con nhện này tôi cũng đéo được đồ nhỉ. Ôi, có con màu xanh, có con màu xanh là cây, có màu xanh dương nhá cơ. Nhiều con đực con cái. Đi, mày em mày. Nó súng nhỉ, cái chi nhỉ. Có bình cứu hỏa luôn này. Hợp lý vậy. Có bình nhá. Ai à? Trang cô bay 3. Ban quản trị vãi lìn. Là phòng điều khiển đấy à? Western. Ô, thế cái tàu này chỉ có như này thôi à? Đéo có cái gì khác à? Cái gì đấy? What are you? Mày là cái lồn gì đấy? Cái đéo gì đây? Ma nhập à? Vua biển á? Vãi lồn. Xám xí vậy. Ô các bạn làm đéo con đường nào đi nữa. Hết rồi. Đi vẽ cái tàu này nó loanh quanh nó chỉ như này thôi các bạn ạ. Vãi cứt. Mẹ mất công vãi lìn ấy. Mình cắt ra nó phải có điểm cắt cơ mới cắt được chứ. Cái này nếu như mà có cái súng từ trường ấy là bắn vào cái này được đúng không? Là cái đấy nó có sẽ có tác dụng là nó hút những cái đồ sắt này mà, đúng không? Thế tôi phải về tôi chế một cái khẩu súng từ trường à thì tôi mới đi được tiếp à? À rồi rồi, ok tôi hiểu rồi. Ừ đúng 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 đúng. Thiếu súng từ trường thật. Vừa này cái đéo sáng sáng bên này nhỉ. Đây đúng không ta? Nó phải có một cái cửa cơ. Ơ, đéo có cửa à? À đây 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 đây. Đây. Chuẩn mẹ rồi. Wow. Trong này nó sẽ là cái đéo gì ta? Ui, địt mẹ mày cắt mỗi cái cửa này mất con mẹ khoảng 20% pin. Thế là mỗi cái súng này tôi dùng được vãi lồn, tôi dùng được 5 lần cơ ông ạ. Cái bàn à? Hết chưa ta? Ơ. Ơ. Cái địt mẹ đúng ra mình có phải cắt đéo đâu, game lửa vãi lồn ạ. Đủ ma nữa. Phí 20% pin của bố mày. Từ trường. Đóng bốc nha. Ui, địt mẹ 4 slot vãi lìn vậy. À. Wow. Wow.
Ồ nhưng mà tốn pin phết đấy. Đéo đùa không ạ, tốn pin thực sự ấy. Ơ ô chết mẹ rồi, vào kiểu đéo gì, ghi chú bản thân mã khoang hàng hóa AE đấy này, 1454 này. Ui, đây là khoang hàng hóa luôn ạ. Ui, dưới này nước ngập đấy chứ. À, đây vẫn là khoang hàng, chẳng qua nó bị ngập nước rồi. Tại sao tôi cứ thấy nó ghê ghê thế? Cái đéo ở đây. Ui, con đéo ở đây. Cái đít con mẹ mày lắm thế nhở, cú thực sự. Đít mẹ chúng mày cay thế nhở. Ui, xịn vãi lồn vậy. Chống thấm nước, tái hoạt động, cách nhiệt hoàn toàn môi trường bên ngoài. Đầu nhờ, bộ giáp đầu nhờ. Ô, sao tôi đéo thấy cái bộ giáp ở đây nhỉ? À đây rồi. Hai kim cương tôi có sẵn rồi này. Hỏi thép kiếm đâu ta? Aurogem là cái đéo ấy. Kính trắng men thì có rồi, chì có rồi. Thiếu cái thỏi thép với cả kiểu cái arogen. Arogen là cái đéo nhỉ? À các bạn, arogen là cái đéo nhỉ? Vending machine là máy đéo gì ta? Ui, quét cả cái bàn luôn ạ. Mẹ chuyến này về biết chế được thêm nhiều đồ vãi lìn ấy. Giường, tủ, bàn, ghế, các thứ. Phát là sinh nhật con của Du. Sinh nhật của Du là 1806 à? Có liên quan gì sinh nhật của Du ở đây ta? 18. Ui địt mẹ mày lấy điếu ra số 0 mà không phải sinh nhật của con Du. Mẹ địt mẹ mày đấy. Công cứ bảo tôi đéo chịu đọc comment, xong đến lúc tôi đọc công thấy ức chế vãi lồn không. Thôi tôi dí buổi ở đây nữa, tôi quyết định là tôi đi ra ngoài. Cảm ơn Tùng nhá. Cảm ơn bạn. Không phải nghĩ đâu bạn ơi. Cay lắm. Mình về đây. Nhưng mà về mình đang đéo biết đường về các bạn. Về đường đéo nào bây giờ. Đây là đường cũ nè. Nhưng mà không có đường lên. Đúng rồi, tôi nhảy từ trên này xuống mà. Cái khe này tôi không lên được. Địt mại tôi thử rồi. Không đéo hiểu tôi ạ. Tôi xin lỗi rồng. Nãy rõ ràng tôi thử nhưng mà địt mại đéo lên được. Cay vẫn lồn, giờ nó lại lên được nhỉ. Bỏ đi. Hòa nhá các bạn. Chúng ta hòa với nhau nhá. Cái chỗ này chỗ này có cái gì đi vào đây mình chưa quét được nhỉ các bạn. Cái gì mình phải bỏ lỡ ở đây không nhỉ? Về đây các bạn. Cay vậy luôn. Về. Nghỉ. Giải tán.
What the fuck? Cái đéo ở đây. Anh đéo ở đây. Mod đây thỉnh thoảng ban của anh mấy cái thằng chửi anh chơi ngu cái. Anh đang thấy anh chơi hay vãi lồn thôi mà địt mẹ chúng nó cứ chửi anh chơi ngu, anh dỗi vãi lồn ấy. Ban đi để cho chúng nó ngồi xem nhưng chúng nó vẫn đéo chat được cho chúng nó cay hẳn. Ui, đây lại có cái rãnh sâu sâu. Úi, cái đéo thế đấy, địt mẹ mày đảo à. Ui, mấy cái hòn đảo mà có mấy cái cục sáng sáng to to này là sau nó sẽ nổi lên đấy. Ui, lại địt con mẹ mày lại nữa rồi. Muốn về cơ. Xem nào, mình sẽ xây những gì nào. Tôi có làm nên làm thêm một cái khoang nữa xong tôi mới trồng không nhỉ? Bây giờ tôi trồng tí nữa tôi có di chuyển được không? Tôi nghĩ có chứ. Rồi này. Tôi trồng. Địt mẹ mày đớp cũ nó rồi. Cày thế nhở. Bao công lấy được cái hạt giống về. À. Địt mẹ mày game setup nốt ngu vãi lồn thế. Cày thế. Địt mẹ. Ủ thực sự. Địt mẹ mày. Địt mẹ cách thế. Ú vãi lồn thế. À. Đẹp nhờ. Ừ, đẹp không các bạn? Nhà tôi đấy. Phạm nhá, để hôm khác đi em, để hôm nào thóc sâu đi. Hợp lý vãi lồn. Ôi, cây của tôi lớn rồi nè. Đéo phải lo về vấn đề địt mẹ thức ăn đồ uống nữa không ạ. Đợi mấy cây nó có quả đây này, có quả mẹ rồi này. Đấy. Ăn thử em nào. Đấy, 10 thức ăn 3 nước. Ngon vậy luôn. Địt mẹ đéo phải ăn cá nữa được không ạ. Đỡ khổ. Ngon thực sự. Này thực ra cái game này nó cũng đéo có gì nhá. Các ông ngồi nghĩ xem. Loanh quanh ở dưới biển. Không phải gặp mấy con cá xàm lồn nổ nổ gào rú đấy, xong rồi đi linh ta linh tinh địt mẹ thế mà không trố mắt ra không ngồi xem được. Tôi đến chịu, tôi chơi thì tôi đéo nói rồi, tôi còn phải làm cái này làm cái khác, không ngồi xem tôi đéo hiểu không sẽ xem kiểu như thế nào, thế mà nó vẫn cuốn. Địt mẹ game mất dạy vậy luôn. Thế tôi xây mẹ mày độc lập ra ngoài, tôi xây đây làm đéo. Tỏi titanium, dầu mỡ với chì. Đẹp không? Lại đi mãi, lại đẹp vãi lìn đi. Ô, nó có cái lồn thì nó hơi bị sai ở đây thì phải. Phòng này của tôi nó bị lệch chứ sao ấy. Nút R á? Đây đúng rồi, cái phòng này của tôi nó bị lệch này. Không quay được, rồi không quay được đâu. Cái phòng của nó độc lập thật à? Hay là tại vì nó bị vướng cái san hô ở bên dưới này nên là nó không cho xây nhỉ? Kỳ cục vậy.
này, đây là sáp cái gì nữa. Vãi cứt thật. Gia cố làm như nào đây? Gia cố tăng độ bền của vỏ đây à? Nhưng mà làm sao tôi biết được là chỗ nào để tôi gia cố? Tôi phải nghe à? À các bạn, làm sao tôi biết được chỗ nào để tôi gia cố? Lithium, ui, địt bại mà cả rổ. Cảm ơn Quang Hit nha, cảm ơn Black Magic nha. Không dính được cái đấy độc lập. Địt bại mà nếu như nó độc lập thì có lý do gì tôi phải xây ra sau này không hả công? Khó hiểu vãi lìn ra. Bỏ đi, đằng sau là tôi xây thêm một cái phòng bình thường nữa. Tôi xây thêm một cái phòng. Cửa nó sẽ ở đâu ta? Đây thấp hẳn đi, đỡ mất tầm nhìn. Lại dính. Dính quá. Dính thật, địt mày mà đéo hiểu ra ông nào mà độc lập ấy. Dính thật các bạn ạ. Mọi người không lừa mình. Nhưng mà xây đây hơi ngu thì phải, địt mày dính con mẹ nó vào cái dạng san hô rồi. Cái đéo gì đấy? Ủa cái đéo gì đấy? Địt mẹ nhà tôi ạ. Holy fuck. Ôi trời ơi, thương tôi. Cái đìn đìn bê ra cố vào đâu các bạn? Ít mẹ bây giờ ra cố vào đéo đâu bây giờ. Chết rồi. Cá cuống quá. Cái thế nhở? Ít mẹ cơ ngơi của tôi. Cơ ngơi của tôi không được. Ít mẹ tôi phải vào tôi hái quả đã. Tôi chết khát mất. Bây giờ làm sao tôi bơm ra ngoài được? Cái lần gần đây nhất tôi xếp là lúc nào nhỉ các bạn nhớ? Cái lần gần đây nhất là trước khi tôi xây cái moon pool đúng không? Địt còn mẹ nó. Có phải tại cái moon pool không? Ui 30 phút vãi cả clean ạ. Hợp lý chưa? Ổn chưa? Địt bạn chỗ này là phải thoải mái. Tàu ngầm vào nhá. Địt bạn làm gì làm phòng ngủ tôi lúc nào nó phải đẹp không ạ? Nó phải thật đẹp. Ô, có titanium nữa là chế được bể cá này. Thank you.
sẽ làm cái bể cá đây cho nó đẹp. Rồi phong thủy các ông ạ. Ô, đéo có thạch anh à? Bố mày đang đi tàu ngầm con ạ. Có gì mẹ vẫn mất 15 máu. Quê thế nhở? Ui, hợp lý thực sự nhá. Wow. Ui, nâng cấp được rồi này. Khiên là tăng thủ này. À, tăng móng này. Ờ, tăng pin này. Lặn sâu phòng thủ. Ngư lôi à! Robot các kiểu. Được quá luôn. Đi lên đảo đi kiếm cây dưa hấu đi. Ăn cho nó nhiều nước. Còn cái này là nó chỉ ăn lên thức ăn thôi. Qua nhớ được cái đảo có cây dưa hấu trước tôi đi là địp mẹ đi đường đéo nào. Ừ nhờ các bạn. Các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái đảo có cây dưa hấu ở hướng nào không? Để mình đi ra mình lấy mấy cái hạt cây dưa hấu về trồng cái. Hả các bạn? Các bạn ơi. Đảo dưa hấu. Đây này, các bạn thấy không? Nó được nâng bởi mấy cái bọc tinh này. Đi mẹ, làm sao tìm lại được cái khóm dưa hấu à các bạn? Ơ, nhà đam này, đem về làm sữa chua không các ta? Không lấy cây, à đây vẫn còn này. Không lấy cây này hợp lý các bạn. Nước với cả thức ăn vừa đủ luôn ấy. Ấy rồi. Khoai tây Trung Quốc. Thức ăn với nước. Ôi, nhiều thức ăn nhưng mà tại sao ít nước thế nhở? Thế ta trồng cây trên này còn hơn. Từ, ô, đi mẹ hôm trước ở đây nó trồng dưa hấu cơ mà. Đúng không? Ở đây nó trồng dưa hấu cơ mà. Bây giờ nó lại đổi thành khoai tây con mẹ rồi. Đảo đầu buồi. Anh ăn hết rồi à? Đâu, hôm trước tôi ăn thì có 2 quả. Thế thì đéo con rồi. Thế đéo con rồi. Có thể cây này hợp lý hơn này. Cây này về trồng hợp lý vậy cứt ra. Tại vì nước với cả thức ăn nó ngang nhau nên là mình cứ ăn một lúc là nó đầy hết cả hai. Nó không quá ít, nó không quá nhiều. Nước với thức ăn 10 là hợp lý vậy đấy. Đúp đúp đúp. Wow. Bự thực sự. Đấy rồi, 12 thức ăn, 14 nước. Vứt, cút. Dưa hấu cầm thạch nhỏ. Thôi, về. Về thôi, về thôi, không hỏng hết hạt giống. Hợp lý. Mình có nên làm thêm một cái phòng nữa để chuyên trồng dưa hấu nhỉ các bạn nhỉ? Làm đi phải mình nguyên một cái phòng để chỉ để trồng dưa hấu thôi, chứ không trồng chung một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ thì còn làm bể cá, làm đồ đạc linh tinh. Hợp lý không? Hợp lý vậy rồi.
Trông được trong nhà không? Trông được tắt à? Ờ thì nó lại hợp lý vãi lồn. Nhưng mà cái quan trọng là nó là cây ngắn hạn, tức là cây dùng nhiều lần hay là cây dùng một lần, nhưng mà chỉ sợ là tức là như cây khác ấy, như lúc nãy các bạn thấy mấy cây mình đang trồng ở trong phòng ngủ không? Là những cái cây mà nó sẽ cho ra quả và mình sẽ hái cái quả để ăn, có quả dưa hấu đi bạn trồng phát lên được một quả xong rồi đớp hết quả đấy là xong. Nó phải có hạt để cho mình trồng lại chứ đúng không? Một lần á? Cày vậy luôn. Đi mẹ. Nó kẹt Đà Lạt nhá. Cú vậy luôn. Đi con mẹ ăn cho bỏ tức vậy. Nó cú tí nhá. Cây dưa hấu nhỏ là để trồng. Ừ, anh có lấy về 4 cây rồi. Để biết trồng có ra gì không. Chém dưa hấu ra hạt á? Chém quả ra hạt á? Ờ dễ, tí tôi lại vứt quả ra, tôi chém thử là xong, có đéo ở đâu. Tôi cầm về 2 quả mà. Này tôi cầm về 2 quả to vãi lộn. Đi bạn có ông bảo trồng cần sa đi anh. Vãi cả lộn. Trồng cần sa thì thôi em, còn thoát khỏi cái đảo này làm cái lộn này nữa. Đi mẹ mà ở đây cả đời luôn cho nó vui. Chơi đồ đéo sợ ai bắt. Đi mẹ. Ấy, các bạn nhìn thấy nhà tôi không? Sáng đẹp vãi lộn luôn. Nhà tôi đấy. Rồi, trồng hoa làm đẹp cho đời. Hết sức hợp lý. Rồi, phòng này sẽ là phòng trồng cây. A hi hi. Những đồi dưa hấu ôi, những đồi dưa hấu ôi, rồi ôi là rồi. Bao chuyện ngày xưa, một anh đi tán gái, tán nhầm cô có thai. Ít mẹ mà làm mấy vựa dưa hấu ở đây luôn. Ăn cả đời các bạn. Xong rồi đi mẹ mày, từ quả dưa hấu mình sẽ lấy hạt dưa hấu, xong mình lại trồng ra dưa hấu, xong rồi mình sẽ có một đại dương dưa hấu. Ủng khiếp. Thế phải đợi nó lớn à? Ừ, phải đợi nó lớn không ạ? Ừ, phòng này hơi thiếu kính nhỉ. Làm kính xung quanh đi. Cho nó đẹp thực sự đi. Nhưng là kính nhiều quá có bị yếu đi không ta? Chắc chắn là có rồi. Mấy con này nó rất hay thả rác. Kéo đọc. Cắn nữa đi. Muốn chết quá, cắn nữa đi. Alo, cắn nữa đi. Ê, ui, bây giờ không muốn chết, không như lúc đấy. Địt mẹ mới dọa bố mày. Tối mẹ rồi. Đủ má cay thế nhờ. Thank you.
Ông sói. Cái đèn địt mẹ mày vô dụng, đéo chịu được, thề, đéo hiểu tại sao. Đéo hiểu sao tôi lại địt mẹ mày lắp cái đèn đấy luôn ạ. Cái đài quan sát này nó sẽ là chỗ để tôi làm việc, nên tôi sẽ phải lắp một cái ghế. Đấy, một cái bàn. Làm sao tôi có thể... Tức là ý tôi là làm sao tôi có thể... hay tôi lấy dao tôi chém thử xem nó sẽ như nào ta. Ra là rựa. Trồng dưa hấu, trồng dưa hấu. Cứ một quả dưa hấu là sẽ được 4 hạt dưa hấu. Ôi, thế trồng cái này kinh tế vãi luôn các bạn ơi. Thực sự với các bạn luôn. Trồng cái này kinh tế cực. Cứ loanh quanh trồng cái này, vừa trồng vừa ăn thôi. Địp bạn được cả đời không ạ? Thề. Sống ở đây tao nhã vãi luôn. Địp bạn cứ lấy hoa về trồng. Ngày mai bắt đầu tính làm robot này. Xem nào. Làm robot này, nâng cấp tàu này. Năng lượng nữa, đi khai thác thì chế năng lượng. Ui, nhìn đống dưa hấu của tôi xem. Có khi phải xây thêm một cái phòng nữa để trồng hoa quả nhỉ. Trông có vẻ như là mày mà trồng cái này phất vãi lồn không? Trồng địt mẹ mình xong rồi đem bán hợp lý vãi lồn. Cái đảo của mỗi mình thì địt mẹ bán chó nó mua. Đen thực sự.